Dạ rồi, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh Seru và phun thuốc hàng Nhật Bãi của em Tuyết nha. Thì hôm nay cửa hàng em lại mới dọn xong con xe này ha, thì em lên cho anh chị xem và tham khảo nha. Con này là súc lật nha mà anh chị nha, súc lật ủi ha. Thì nói chung con này là rin nguyên bản, bên Nhật về sao là bên em để nguyên vậy luôn nha anh chị. Hình thức xe rất là liền lạc và đẹp ha. Rồi em sẽ vô chi tiết nha, em không làm mất thời gian nhiều của anh chị, em sẽ vô chi tiết ha. Con này là súc lật, nó cao tầm 2,5 m nha anh chị. Từ đất từ dưới lên á là nó xúc cao tầm 2,5 m ha. Đó, nói chung con này nhìn rất là đẹp luôn, màu vàng vàng rất là đẹp ha, riêng nguyên thủy ha. Đó, con này đi đầu máy dầu GA85 nha, công suất nó là 8.5 PS nha anh chị. Đó, máy móc là rất là liền lạc ha, nguyên rin ha. Đây, cũng đề to đùng. Nói chung con này anh chị mua về vật liệu xây dựng á, mình xúc đất xúc cát gì đó thì rất là ok luôn. Nói chung là hình thức thì em quay thôi, còn công việc thì anh chị xem phù hợp với công việc của mình thì anh chị chốt nha. Bản xích con này tầm 25 nha anh chị nha. Bản xích con này tầm 25. Từ đây qua đó là nó tầm 1,1 m ha. Đó, tầm 1,1 m nha. Con này chạy xích sắt thì nồi đồng cối đá xích này rất là bền nha anh chị nha. Đó, mình chạy những cái đường đất đường đá như thế này thì rất là ngon ha. Những cái xích này mình chạy thời gian xài thời gian nó có hư thì mình có thể gia cố mình làm lại được ha, cho nên mình không có sợ nó bị hư. Đó. Cái này là cái bộ chỉnh ben ha, ben mấy cái ben để nó chỉnh xúc lật nha anh chị nha. Đó, nó có mấy cái ti ben luôn ha, 3 ti ben, 2 ti hai bên và 1 ti ở giữa. Nói chung là đầu video em đã test cho anh chị xem rồi đó ha. Thì con này xài sử dụng thì khi anh chị mua về chỉ có việc sử dụng thôi nha, còn bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi ha. Đây là chỉnh gầu xúc lật nha anh chị nha. Ở dưới này là côn, cái này là côn và thắng. Đó, cái này là chuyển hướng trái phải nha anh chị nha. Đó, nói chung hình thức con này rất là liền lạc và đẹp luôn nè. Ghế là cũng nguyên zin luôn ha. Đây, ghế là nguyên zin luôn. Đó, một cái ghế rất là hay và đẹp ha, rất là nặng dày đó anh chị xem, sắt nó nha, rất là chắc chắn và dày dặn luôn. Đây, ngồi rất là êm ha, ngồi rất là thoải mái và dễ chịu nha anh chị. Đó, những con như thế này á, thì anh chị nào quan tâm mua chốt á, thì bên em sẽ trước khi giao hàng sẽ quay một video test xe hướng dẫn sử dụng cho anh chị nha, nên anh chị cứ yên tâm về là mình sẽ biết cách sử dụng chứ không phải là khó gì đâu nha anh chị nha. Nên là mua hàng bên em anh chị cứ yên tâm ha. Và nhiều lúc hư hao cái gì đó thì cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Cái này là đề ha, đề chìa khóa gạt lên là đề thôi, cái này là ga nè anh chị. Đó, nói chung là cái này là chỉnh gì ta, cái này là số ha. Cái này là số của nó, 1 tiếng một lùi nha anh chị nha, nó có tăng nhanh chậm ha, là 2 tiếng 2 lùi á. Đó, một con xe rất là liền đẹp và đẹp nha. Em sẽ bỏ bình mới nó vô cho anh chị ha. Con này tính từ cái gầu xúc lật nó ra sau là tầm hơn 3 m nha anh chị nha, hơn 3 m thôi, rất là rộng nha. Thương hiệu KDS1. Những cái con này về mình mua xài sử dụng rất là ok luôn. Máy dầu nữa thì bao bền và bao tiết kiệm nhiên liệu ha. Đó, gầu con này ngang 1,1 m nha anh chị nha, gầu nó ngang 1,1 m ha. Con này máy dầu nó kéo 3 cái dây cua luôn ha, 3 cái dây cua luôn nha. Một con xe rất là liền lạc và đẹp ha. Rồi anh chị nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại em là 0835585879 nha. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Anh chị nào có ở gần thì cứ đến trực tiếp cửa hàng tham khảo ha. Còn anh chị ở xa thì em ship toàn quốc luôn nha. Đó, anh chị cứ yên tâm thôi. Những cái dòng máy móc bên em là trước khi giao bên em sẽ kiểm tra rất là kỹ, cho nên là anh chị cứ yên tâm là về mình xài sử dụng thôi. Còn ví dụ như xài thời gian nó có vấn đề gì thì cứ liên hệ, bên em sẽ hỗ trợ hết mình cho anh chị nha. Rồi anh chị xem kênh yêu thương em Tuyết thì cho em Tuyết một nút đăng ký nha, để ủng hộ em nha. Rồi mến chào, chúc anh chị có một cái ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.